ว้างông vua đã lộ mặt nhiều rồi, chính tôi ngao ngán và quan quân đều chán nản, không ai còn nghe lời ông để giết bé Bo Bo đâu. Ta coi kìa Tuyết Vân, tại sao nàng có lời lẽ chống vua hả? Vì tôi đã làm bệ hạ cam phận làm con mồi cho tham vọng, để cuối cùng tôi vẫn là một tần phi. Tuyết Vân, Tuyết Vân, ta đã hiểu rồi. Thế ra ai phi buồn, ai phi giận, ai phi ghen. Ai phi ghen vì ngôi vị chiếc ngai vàng mà trầm mưa khi xưa. Làm ai phi phận chi, nặng lời biểu hòa nhân. Ai phi ơi, hãy lao vô dòng nước mắt, chớ giận dơ buồn. Tôi không hề buồn, chỉ hận mình điên buồn. Nhẹ lòng tinh long mà định, đến nay phải cam bẻ bà. Thôi kìa ai phi, đừng buồn, đừng khóc nữa phi ơi. Trẫm đây đã hứa quyết không sai lời. Tôi nghe hoài chán quá vua ơi, vậy vua khỏi hứa để tôi ra về. Ai có kìa phi, ai phi, đừng có nóng. Trầm đây xin thề, tôi không nghe vua thề, nhưng trầm cứ thề cho yên lòng. Hoàng hậu thì không rắp tâm đưa quốc vương trở lại triều đình. Chính miệng vua đã nói với Bo Bo lời thú nhận rõ ràng. Tôi mới hiểu được rằng mình đã lầm lạc và thấy tội tình chất nặng như non. Bệ hạ có nhớ chăng câu quân tử bất khí ngôn, một câu nói đi giải đời chớ tin. Vậy mà bệ hạ luôn đánh lừa gạt cầm, với thần dân và với cả người tình. Tuyết Vân, hôm nay tại sao nàng có giọng lưỡi lạ lùng? Không lẽ nàng trợ mặt chống ta? Nếu nói trở mặt thì không phải riêng tôi trở mặt, mà tất cả mọi người trong tam cung lục viện trong tứ thất thập đình, ai ai cũng tỏ lòng chán nản với nỗi buồn nỗi hận quân dân. Đối diện với một chân dung xa đọa, thiết lập ra đạo quân tiên tử để cần kề gìn giữ cuộc vui chân. Không kể gì tiếng rên xiết mọi nơi, đang nguyền rủa một lê triều suy mạc. Ông sẽ mở duy quang trên sát chớ vàng dân lành.
Nàng dám chống lại ta bằng những lời lẽ khi quân phạm thượng à? Và ta thay mặt sự căm hờn để chống lại một ông vua vô đạo, không được. Thiếp dân, mi dám dùng lời lẽ phạm thượng khi quân để chống vua gây bạo loạn thì đừng trách ta sao độc ác với mi. Ai lại trách chi tên quân vô đạo bằng quán hồi tận thương chỉ nói chuyện bằng thương chết. Thiếp dân, mi tận số rồi nên liều mạng tới vua. Tao chết thì mở đâu cuộc nổi loạn giữa cung di hả? Nổi loạn à? Thử coi ai là người thắng cuộc. Mày thắng ngày hôm nay để thảm bại ngày mai. Khổ kiếp nhớ à! Lê nông đơn lùi á. Dòng máu đỏ tao đã tuôn chảy sẽ kéo theo dòng máu đen bạc ác của mày. Ha 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 ha